Xin chào các bạn Trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa dòng và cột trong Excel Đầu tiên á, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa dòng trước Thì để xóa dòng trong Excel á, thì tôi sẽ chia ra làm hai trường hợp Trường hợp đầu tiên là xóa một dòng Và trường hợp số 2 là xóa nhiều dòng Rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn trường hợp đầu tiên Tức là xóa một dòng Giả sử như ở đây tôi có một bạn dữ liệu Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa một dòng đối với bạn dữ liệu này thì để xóa một dòng trong Excel á thì trong video này tôi sẽ hướng dẫn cho bạn hai cách giả sử như ở đây tôi muốn là xóa cái dòng số 2 đi thì tương ứng với dòng số 2 là dòng số 6 ở đây thì tôi sẽ chọn vào nó thì lúc này á dòng số 2 sẽ được quyết chọn tiếp theo tôi sẽ bấm phải chuột vào dòng số 6 nó nằm ngoài cùng nha bấm vào và chọn vào delete thì lập tức á dòng số 2 nó sẽ bị xóa đi rồi tương tự ở đây tôi muốn là xóa đi cái dòng số 5 thì tương ứng với dòng số 5 là số 8 ở ngoài cùng này các bạn chọn vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào và chọn vào delete thì lập tức đó, dòng số 5 nó sẽ bị xóa đó là cách đầu tiên tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách thứ hai giả sử như ở đây tôi muốn là xóa cái dòng số 3 đi thì tương ứng với dòng số 3 là dòng số 6 này tôi chọn vào sau đó ở đây tôi sẽ vào top home chọn vào delete tiếp theo ở đây tôi chọn vào dòng là delete zip rau thì lập tức á cái dòng số 3 nó sẽ bị xóa đi đó các bạn chúng ta muốn xóa dòng nào thì chúng ta cứ chọn vào dòng đó vào top home chọn vào delete sau đó chọn vào dòng là delete zip rau thì dòng đó nó sẽ bị xóa đi đó là cách xóa một dòng trong cái cell rồi bây giờ tôi sẽ undo qua trở lại tiếp theo chúng ta qua trường hợp số 2 là xóa nhiều dòng thì xóa nhiều dòng á cũng có hai trường hợp thứ nhất là xóa nhiều dòng không liên tục và thứ hai là xóa nhiều dòng liên tục rồi bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa nhiều dòng không liên tục giả sử như ở đây tôi muốn là xóa các dòng như là một năm bảy thì tôi sẽ làm như sau này đầu tiên tôi sẽ chọn vào dòng số 1 Tôi có với dòng số 1 là năm này tôi chọn vào rồi để chọn được dòng số 5 á thì đây tôi sẽ giữ phím Ctrl và bấm vào dòng số 8 ở bên cạnh đây này. Thì lúc này á, dòng số 5 sẽ được quét chọn. Rồi bây giờ tôi muốn quét chọn vào dòng số 7 á thì tôi lại giữ phím Ctrl, bấm vào dòng số 10 bên cạnh. Thì lúc này á, dòng số 7 sẽ được quét chọn. Rồi sau khi quét chọn được các dòng mà tôi muốn xóa rồi. Tiếp theo ở đây, tôi sẽ bấm phải chuột vào một dòng bất kỳ mà tôi đã quét chọn. Đó. Bây giờ tôi sẽ bấm phải chuột vào dòng này. Và chọn vào delete. Thì lập tức á, ba dòng mà tôi vừa có chọn lúc nãy nó sẽ bị xóa đi rồi bây giờ tôi muốn là xóa dòng số 6 số 10 và 14 thì tôi sẽ làm như sau này chọn vào dòng số 6 giữ phía con chọn vào dòng số 10 sau đó giữ phía con chọn vào 14 đó thì ba dòng mà tôi muốn xóa nó sẽ quét chọn sau đó tôi sẽ bấm phải chuột vào một dòng bất kỳ trong ba dòng này chọn vào delete thì nó sẽ xóa nha hoặc là các bạn có thể là chọn xong rồi và top không chọn vào delete chọn vào delete ship ra ở đây nha Rồi bây giờ tôi sẽ undo quay trở lại rồi tiếp theo chúng ta sẽ qua trường hợp số 2 là xóa nhiều dòng liên tục rồi giả sử như ở đây tôi muốn là xóa các dòng như là 3 4 5 6 7 8 9 đó nếu mà các bạn chúng ta giữ phía control chọn lần lượt như thế này đó, rất lâu thay vì vậy tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách nhanh hơn nha các bạn chúng ta chỉ cần là chọn vào dòng số 3 sau đó ở đây các bạn chúng ta rê chuột tới dòng cuối cùng giữ phím Shift bấm vào dòng cuối cùng thì lúc này á các dòng nó sẽ quyết chọn nhanh sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào một dòng bất kỳ mà bạn đã quyết chọn sau đó bạn chọn vào delete thì nó sẽ xóa nha rồi bây giờ tôi sẽ undo qua trở lại đó giả sử như bây giờ tôi muốn là xóa từ dòng 1 tới dòng 20 thì tôi sẽ chọn vào dòng 1 này để chuột tới dòng 20. Giữ ship bấm vào dòng 20 này. Thì lúc này á, tất cả các dòng ở trên nó sẽ được chọn. Tiếp theo ở đây tôi sẽ bấm phải chuột vào một dòng bất kỳ mà tôi đã quyết chọn. Sau đó tôi sẽ chọn vào delete. Thì nó sẽ xóa từ 1 tới 20. Đó là cách xóa nhiều dòng liên tục. Rồi bây giờ tôi sẽ undo quay trở lại. Tiếp theo, tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa cột trong Excel. Rồi, để xóa cột á tôi cũng chia ra làm hai trường hợp trường hợp đầu tiên là xóa một cột và trường hợp số 2 là xóa nhiều cột bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách xóa một cột rồi giả sử như ở đây tôi muốn là xóa cột ngày sinh thì tương ứng với cột ngày sinh á là cột d ở trên đây này các bạn bấm vào sau đó ở đây các bạn chúng ta sẽ bấm phải chuột vào và chọn vào delete thì nó sẽ xóa cột nha rồi tương tự ở đây tôi muốn là xóa cột là học nghề tại trường chọn vào cột học tại trường tương ứng là cột F sau đó vào top home này delete chọn vào delete shift column đó bạn có thể là sử dụng hai cách vừa rồi để xóa một cột rồi bây giờ tôi sẽ đâu quay trở lại tiếp theo chúng ta sẽ qua trường hợp số 2 là xóa nhiều cột xóa nhiều cột á nó cũng có hai trường hợp xóa nhiều cột liên tục và xóa nhiều cột không liên tục thì nó cũng tương tự như là xóa dòng nha giả sử như đây tôi muốn là xóa cột ngày sinh và ghi chú thì tương ứng với cột ngày sinh là cột D này chọn vào sau đó ở đây tôi sẽ giữ phím control. chọn vào cột gì bấm phải chuột chọn vào delete thì nó sẽ xóa hai cột mà tôi có chọn vừa rồi Ở nha các bạn muốn xóa các cột không liên tục thì nhớ giữ phím control. giả sử như đây tôi muốn là xóa cột tên này đủ điều kiện và học nghề tại trường này chọn vào cột tên này sau đó giữ phím control. chọn ngày sinh này. Sau đó lại giữ phím Ctrl Chọn vào cột học nghề tại trường này Thì ba cột mà tôi muốn xóa Nó sẽ có chọn Bấm phải chuột Chọn vào Delete Thì nó sẽ xóa nha Rồi tiếp theo Chúng ta sẽ qua trường hợp cuối cùng Là xóa nhiều cột liên tục Rồi giả sử như đây Tôi muốn là Xóa bốn cột cuối cùng này Rồi đây á Tôi sẽ chọn một cột G Sau đó tôi sẽ rơi chuột tới cột dây này Giữ phím Shift Bấm vào cột dây Thì bốn cột sẽ được quyết chọn hoặc là tôi có thể là chọn vào cột dây trước Giữ phím Shift chọn một cột G Đó, các bạn có thể là sử dụng cách nào cũng được nha Sau đó bấm phải chuột Chọn vào Delete Thì nó sẽ xóa đi Nhớ nha, không liên tục thì chúng ta giữ phím control Còn liên tục thì chúng ta giữ phím Shift Đó như vậy là trong video vừa rồi Tôi vừa hướng dẫn cho bạn Cách xóa dòng và cột trong Excel Nếu thấy video hay, hữu ích Thì bạn hãy đăng ký kênh và chia sẻ cho nhiều người khác cùng xem Cảm ơn bạn đã theo dõi